Dạ. Rồi bây giờ cuộc sống hiện tại mình hoạt động nghệ thuật như thế nào chú? Ôi trời, nói tới nghệ thuật thì nó bao la. Con nói cái là từ tự nhiên cái chú muốn hát đi. Dạ. Cái máu, cái máu. Dạ. Thì một chút có thể cho chú. Nên là nói thật chứ con bây giờ hãy nhắc tới mà chú chưa làm được nữa, chú muốn làm nữa. Dạ. Mà chú làm chưa được cho nên chú làm lắm. Dạ. Đó là phải do sức khỏe. Dạ. Chú muốn hát lại. Dạ. Hát cho đến mặt ngoài đào mà chú cảm thấy rằng chú đuối và chú cũng là sân khấu. Dạ. Và được cô bác đứng lên nói anh Hùng Minh ơi khỏe chưa, khỏe để hát cho tụi này thế. Dạ. Chú có ngày lắm. Cho nên là đối với chú cái nghệ thuật lúc nào chú cũng canh cánh cho mình làm. Dạ. Lúc nào chú cũng muốn hát như bây giờ thì tình hình này rồi bây giờ là tới các em trẻ bây giờ nó giỏi quá, nó hay quá. Dạ. Nó hát một cách say mê. Dạ. Chú thích lắm, chú rất thích và rất quý các em. Và chú cũng mong sau này đó là cái lúc kế thừa này nó sẽ trường tồn và nó sẽ đi theo con đường của các anh các chú còn đang để lại đó, tuy không còn đứng trên sân khấu để ca hát cải lương nữa. Yeah. Nhưng thỉnh thoảng có những vở tuồng lớn của các em các cháu nó cần những cái vai ở một cái lứa tuổi của mình, chú chấp nhận, chú nhận lời nghe. Yeah. Và đi. Như vừa qua chú đã nhận một cái vở, một cái vai trong cái vở Thầy Ba Đợi. Dạ. Và ra trình diễn ở ngoài Hà Nội thì cô bác Hà Nội và lãnh đạo Hà Nội quá khen. Dạ. Hát mấy đêm. Dạ. Thầy Ba Đợi. Ví dụ chú chuyển qua bên phim thì cũng được các em, các cháu, các đạo diễn, các anh tác giả, nhà sản xuất. Yeah. Rất thương và rất ai mộ. Yeah. Cho nên là phim chú đóng cũng rất nhiều. Yeah. Đóng nhiều lắm. Yeah. Thì nó nghe ra thì nó cũng là một cái những hướng mới. Yeah. Của nghệ sĩ về chiều. Yeah. Và căn nhà này là nhà của chú hay là như thế nào chú? Bây giờ chú đang thắt cổ từng đêm. Yeah. Từng tháng. Con ơi đây là nhà cô với chú thuê. Yeah. Một tháng là 4 triệu. Yeah. Điện nước nữa là 5 triệu. Mà con thấy xây qua xây lại đã 8 tháng rồi. Yeah. Đúng rồi, nhà thuê là vậy. Cho nên là cô chú rất là khó khăn trong cái nhà. Nhắc tới là chú cảm thấy là buồn. Yeah. Buồn quá. Mình ở nhà trọ này bao nhiêu năm rồi chú? Thật ra thì trước đây chú đi đoàn, ví dụ chế đoàn nhà nước. Yeah. Thì có cấp nhà cho chú ở. Nhưng mà sau khi rồi mình không còn cộng tác với đoàn nữa thì mình phải trả nhà đó lại. Yeah. Rồi từ đó tới giờ thì chú cứ dây đất ở nhà thuê. Ở nhà thuê. Yeah. Và cứ đi làm vậy thôi thì nó ngay ra cứ dài 3 năm mà nếu chủ nhà mà thương cho ở đâu thì cũng do đây chủ nhà. Yeah. Có nhiều cái gì nhu cầu chủ nhà người ta cần người ta lấy. Yeah. Nhà lại để người ta bán hay là người ta tín dụng người ta làm cái gì đó. Yeah. Thì đương nhiên mình phải trả lại cho người ta thôi. Yeah. Và phải đi chọn cái nhà khác. Yeah. Đây là cái nhà mà có thể nói là chú ở lâu nhất. Yeah. Là hôm nay được 6 năm rồi. Yeah. Bởi vì ông bà chủ nhà này rất là dễ thương. Yeah. Cô chú ở mà ông bà chủ nhà này cứ nói cô chú cái việc ở tụi con rất quý cô chú là nghệ sĩ. Yeah. Ở lớn. Yeah. Mà cứ ở là chừng nào mà cô chú nói nay con có tiền rồi cái tôi ngủ rồi tụi ba tụi con lấy tiền. Yeah. Còn không có thôi cứ để đó một hai tháng gì cả. Yeah. Cũng không sao. Cô chú có thể chia sẻ tại sao hai người gặp nhau được không ạ? Nói đúng ra thì cô với chú đúng ra là phải nói một cái câu rằng cô với chú là hai gia đình là thân tình với nhau.
từ cái hồi mà chú còn làm bầu cái hát Thanh Lương Hùng Minh, thì mẹ cô là nghệ sĩ Huệ Dung, là đầu chánh hát chung với chú. Ba cô là soạn giả Nguyễn Quỳnh cũng bỏ tù cho đoàn chú hát. Thì trong cái quá trình mà quen biết nhau như vậy thì gần như là hai gia đình kết thân. Sau này chú có trải qua bao nhiêu đời hôn nhân với vợ nào không cần biết. Nhưng mà cô là cái người là hỗ trợ cho chú về cái mặt là chú gửi tiền về đem lên cho bà là má chú đó. Hoặc là con cái chú có gì đó là cô là người hỗ trợ. Rồi dần dần cô cũng có gia đình, rồi khi hai bên đều phải chia tay hết. Thế là cán cảnh với nhau, cô chú mới ráp lại thành vợ chồng. Mà thật sự đây là một cái hôn nhân, nghĩa là cô không nghĩ là nó là một cái hôn nhân mà cô với chú sống được tới bây giờ là 20 năm. Từ năm 2000 tới bây giờ. Đó, thật sự luôn. Mà nhiều người hỏi, ủa sao vậy, tôi cũng không hiểu được. Có thể là ngoài cái tình đồng nghiệp, tại vì cô chú cũng đã từng đi chung đoàn với nhau, đoàn Văn Trong có, đoàn Thanh Nga có. Rồi á, gần gũi với nhau, giúp đỡ cho chú trong lúc chú là một cái người cái hát mà độc thân đi cái hát. Rồi cô giặt đồ, cô lo cho chú ăn uống này kia nọ. Thế là tình cảm bắt đầu nó phát sinh. Thật sự luôn. Mà chính cô bây giờ cô không hiểu tại sao gọi là cô với chú là thành vợ thành chồng. Mà chú cũng hay nói đùa là tôi với bà vợ nội với tôi cũng cao lắm 5 năm. Có mình bà lì lỡ tới 20 năm. thì cái đó là cái như là cô cũng mới lấy làm lạ. Chắc là có lẽ đây là duyên nợ. Nhiều khi là khán giả hoặc ai bốt đọc đấy nhìn là anh chị là có cái nét phu thê giống nhau. Nhưng mà thật sự đây là cô thấy rõ ràng riêng đối với cô thì cô thấy cái cuộc hôn nhân này nó làm cho cô có một cái là cô phải nghĩa là ghi nhận. Tại vì ngoài cái tình đồng nghiệp ra, chú còn là người ơn của gia đình cô. Trong những lúc gia đình cô hoạn nạn thì chú là người có mặt đầu tiên. Thế là từ cái chỗ đó là cô mới nghĩ rằng ở đây có thể là cái người đàn ông để mà mình nương tựa sau khi cô chia tay với chồng trước của cô. Và đồng thời đây là một cái người đồng nghiệp, mình sống chung như vậy để mình chia sẻ với nhau về nghệ thuật. Thậm chí bây giờ nhận phim cho chú, cô đọc kịch bản. Cô thấy vai này hợp với cái khả năng của chú, hợp với cái sức khỏe chú, cô nhận. Và cô lo cho chú từ phục trang cho tới đưa chú đi quay đón chú về. Còn cái chuyện ở nhà thì chắc phụ nữ nào cũng vậy. Bây giờ có là người nổi tiếng cỡ nào thì cũng phải là nồi cơm trách cá, rồi cũng phải lo cho chồng. Còn một năm nhà thì có bao nhiêu cái đám giỗ, chẳng hạn như giỗ tổ sân khấu sắp tới 12 tháng 8 dỗ má chú, dỗ cô Thanh Hương. Thì cái đó cô cho rằng cái chuyện đó là bổn phận của cô phải làm. Và cái điều bây giờ cô đang mong mỏi là để cho chú có sức khỏe. Tại vì á, cái lòng yêu nghề của chú còn nhiều lắm. Chú rất ghét ai hỏi chú là bây giờ con chú nghỉ hát đi, giờ hát gì nữa, lớn tuổi rồi hát gì. Chú rất ghét, là tại vì sao? Nó đã ăn trong máu rồi. Chú tuyên bố một câu là chú chết trên sân khấu, trên sàn diễn. Mà hình như những người nghệ sĩ mà người tâm huyết với nghề, người nào đều cũng phải có một cái nguyện vọng như vậy. Cũng may mắn là bây giờ cô chú không có tham gia cải lương, cô trước đây cũng là cải lương. Mà cô xuất thân lại là từ đoàn kịch Xuân Phát. Thời với lại nghệ sĩ ưu tú thành lập bây giờ. Cho con nhắc lại cô là nghệ sĩ gì cô? Cô là tên Hoa Lan. Cô là con gái của soạn giả Nguyễn Quỳnh. Và má cô là Hoài Dung. Hoài Dung về Mỹ một thời đó. Thì má cô cũng là học trò của cô Bảy Phùng Hát. Thì đó chính vì cái chỗ đào đồng nghiệp với nhau, thế là hiểu cái cực khổ, cái khắc nghiệt của cái nghề làm diễn viên. Thế là cô chú nương nhau mà sống, phải dùng cái từ là nương nhau mà sống. Người nào cũng có con hết, con lớn hết, có dâu có rể hết. Nhưng mà con thấy rõ ràng bây giờ cái cuộc sống bây giờ bản thân nó nuôi nó còn không xong. Nó nuôi con nó tiền ăn tiền học còn muốn chết, nó đừng nói nuôi tới ông già bà già. Nhưng mà quan trọng là cô chú vẫn còn làm được ra tiền. Và vẫn còn được cái sự thương yêu của khán giả, của bạn bè. Các em các cháu lâu lâu mới nhớ nó thăm. 10 ký gạo 1-2 triệu bạc nó lên nó giúp nó cho. Cái đó là một cái tấm chân tình mà cô chú phải nói rằng mang ơn vô cùng. Ở đây là mình sống mà để được cho người ta thương như vậy là rất khó. Rất khó chứ không phải dễ. Nhưng mà cô chú đang được cái lọc đó, đang được cái lọc của tổ, là khi khán giả tối xem phim, trời ơi ngày hôm qua mới xem cô chú cái phim nó vậy. Nó xin lỗi dúi trong tay 500 triệu. Cảm động lắm luôn. Đó, thì cái duyên nợ mà cô chú sống với nhau là như vậy.
Mà cô nghĩ rằng ở đây là cô cũng có một cái tâm nguyện, cô cũng có một cái tâm nguyện là cũng sẽ lo cho chú tới cái ngày mà chú trăm tuổi già. Trăm tuổi già thì cô cũng sẽ tiếp tục, chú cũng hàng năm cũng dỗ tổ, cũng cái này cái kia. Đó, cái đó là cái nguyện vọng của cô chú. Dạ, rồi công việc của cô hiện tại bây giờ là gì cô? À, cô thì bây giờ cũng đi quay phim. Cô cũng là diễn viên. Thì nói chung là cô quay nhiều. Phim sitcom, phim truyền hình, phim nhựa. Nhưng mà có được một cái nghề tay trái nữa. Là tại vì xưa ba cô là soạn giả. À, cô đánh máy tuồng, cô viết tuồng phụ với ba được. Thế là bây giờ cô thêm một cái nghề tay trái là cô đi nhắc thoại, gọi là nhắc tuồng đó. Nhắc tuồng. Bây giờ cô có thêm cái nghề đó thì thỉnh thoảng cô hỗ trợ cho bên nhà Trần Nguyễn Trang. Hỗ trợ cho Kim Tử Long. Hỗ trợ gần nhất là bây giờ đang gắn bó với cô là sân khấu kịch IBCAP. Các em, các cháu bên đó thứ nhất là nó quý mình. Cái thứ hai là nó thấy cô làm được việc. Cô là người có trách nhiệm trong công việc. Thế là có mở mới là các em, các cháu đó nó mời. Cô giờ cô coi cái sân khấu IBCAP cũng như thế là cái ngôi nhà thứ hai của cô. Lúc nào đi quay phim thì quay, không thì là về đó làm. Vừa có thêm thu nhập mà vừa có được những cái mối thân tình. Mà vừa có được những cái mà mình cảm thấy mình ấm lòng. Chứ còn nghệ sĩ mà khi về chiều đó, nó có nhiều cái mình dễ bị tủi thân, dễ bị mặc cảm, dễ bị lãng quên. Nhưng mà nó cũng may là cô còn làm được việc. À, còn có trách nhiệm, thế là các em, các cháu nó còn nhớ tới mình. Cô thì còn làm được lâu, tại vì bây giờ cô phản xạ cô rất là nhanh. Thật sự là bây giờ chúng ta là phải dạy cô, bây giờ là cô nhỏ hơn chúng ta 20 tuổi. Nhớ tới chúng ta 20 tuổi. Bây giờ anh đẩy rồi, nó nói bên anh giờ chỉ có... Còn có mày. Ngày xưa là nhờ giặt cái áo mà nên mới mến tới giờ luôn. Nhưng mà hồi đó, hồi lúc mà giặt áo là không có đi ý đâu, đúng không? Đó là dữ dội lắm. Rồi bây giờ này giờ bắt đầu về già nè, thấy không? Là mới nhớ là mới nhớ. Bên anh giờ chỉ còn có mấy. Nhưng mà cái thời mà nổi tiếng, mà cái thời mà dữ dằn đó, đi chung một đoàn đó, chứ bây giờ cô nhắc lại chú đó, của hồi đó em có đi chung với anh hả? Tất nhiên là đâu có nghĩ gì với cô đâu con. Đấy, cái hàng mặt tử là đứa thầy của ổng không? Đúng rồi. Đó. Đâu có mộng cầm ra gì đâu, đúng không? Thì thôi bây giờ về chắc mộng cầm đem về làm báo vậy. Về làm báo vậy luôn. Rồi nó bắt đầu đẩy mới nói là giờ bên anh chỉ còn có Mai Đình. Cái này thì bạn bè phải ghi nhận giùm cô. Ngày mà thương nhau chú hứa với cô là ở với cô 99 năm. Là 99 tuổi nha. Thiếu 1 tuổi cô cũng không chịu. Dạ. Nó 81 mà. 81. Còn có 18 năm nữa. Thôi ráng tám 18 năm nữa. 18 thì em là 76, 86. Đó rồi. Ba em mà nó mất cũng 86. Bây giờ thì thật sự có một nhóm bạn bè em cháu nghệ sĩ là cứ thỉnh thoảng hợp mặt nhau. Xuống nhà của anh Bảo Khương là diễn viên đó. Thì cậu Tám Hơn là em của Minh Phụng nè, rồi anh Thắng nè, anh Phương Bình nè, anh Tài nè. Đó là cái để cho cô chú gọi là có cái tinh thần. Có nghĩa là mình còn bạn bè ngồi đó để mà nhắc chuyện xưa, chuyện cũ này kia nọ. Chứ nói thật sự bây giờ mấy em trẻ bây giờ tài nó có đó. Kinh tế nó có đó. Nhưng mà những cái sâu sắc, những cái kinh nghiệm, những cái vốn sống còn thì chắc là tụi nó chưa đâu. Còn hạn chế. Nó còn hạn chế đó. Và đồng thời thể nó là có một số em bây giờ nó ỷ tài. Thậm chí bây giờ nó đã được một cái danh hiệu gì đó. Thì nó cứ nghĩ nó là diễn viên gạo cội lớn rồi, nó ngang hàng với mình rồi thôi. Thì con người, mỗi người có cái suy nghĩ con. À, cô nói với ba cô là soạn giả, Nguyễn Quỳnh là vợ tướng cướp Bạch Thái Đường. Là tướng cướp Bạch Thái Đường là ba cô viết ra. Ba cô viết nhiều tuần lắm. Nhưng mà cái tuồng để mà ấn tượng nhất là tuồng tướng cướp Bạch Thái Đường. Mà cái tuồng đó là cái tuồng tạo nên tên tuổi cho Hùng Cường. Đúng rồi. Dũng Thanh Lâm. Thanh Diệt. Danh Trung. Và cái người hát giai dung đầu tiên trong vở đó là má cô. Hát với chú Hoàng Hữu ở đoàn Kim Trung. Sau đó má cô có thai là cái vai đó nó nặng quá. Cái cảnh chót bị đòn đánh quá mới là để lại cho cô Bạch Tuyết hát. Rồi sau này quay video là cô Ngọc Dào. Nhưng mà thật sự là cái vở đó là cái vở đi vào lòng khán giả. Sau này có nhiều đoàn dựng lại. Nhiều đoàn dựng lại, nhưng mà họ nghĩ rằng đó là họ viết thêm cái này, viết thêm cái kia. Theo cái nhu cầu của cái người diễn viên đó là người ta cần ca nhiều. Thế là nó làm biến tướng đi cái vở. Họ chỉnh lý nhiều quá. Nếu như vậy là bây giờ nếu có một cái đoàn
hay là một cái nhóm nào đó mà nó dựng lại cái bản thải đường để nó hát, nó có trả bản quyền cho mình. Thấy không có chuyện như bây giờ nhạc là muốn Trang hát, Trang trả cho chị. Ý em hỏi là vậy. Lần đầu tiên cô Cảnh mà trưởng đoàn hai nhà trọng Trang là anh Diễn Trình là người đưa tới đây ký hợp đồng. À, rồi bây giờ nó tái dựng lại thằng Quốc Kiệt, con Quốc Hùng, quyền giám đốc nhà hát cũng phải là ký hợp đồng với chị. Rồi thì hôm nay con với anh Hơn tới đây để thăm cô chú. Chúc cô chú sức khỏe để có sức khỏe tốt để phục vụ quý vị khán giả. Dạ, dạ. Thì cô có chia sẻ gì đến khán giả của Đặng Ngọc Văn không ạ? À, thôi bây giờ nhân hôm nay là có một cái duyên để mà con tới nhà thăm cô chú. Dạ. Thì lời đầu tiên cho cô chú kính chúc quý vị khán giả được nghĩa là dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an, và hơn nữa là chúc cho con thành công trong cái sự nghiệp, và cũng cảm ơn cậu Tám Hơn là em trai của cố nghệ sĩ Minh Phụng là người đưa đò đưa cho cháu Văn tới đây để thăm cô chú, và cô chú cũng mong có sức khỏe để có những cái bài diễn cho cô bác nhớ, và cũng mong là được cô bác nghĩa là thương yêu như từ trước giờ đã từng thương yêu Hùng Minh và thương yêu Hoa Lan. Cảm ơn cô. Bây giờ là mới thấy cái đại thực của chú. Cho nên là chú thì con thay mặt khán giả để chúc chú sức khỏe để có nhiều cái vai diễn phục vụ cho khán giả gần xa. Rồi, chú có gì chia sẻ? Chú cũng xin tình thật cảm ơn cho Văn. Dạ. Cũng có một cái duyên. Dạ. Do nơi ông Tám Hơn đưa đò chở cháu tới đây để mà gặp cô chú. Thì chú cũng xin kính chúc tất cả cô bác khán giả luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Rồi, cảm ơn chú. Anh Tám Hơn nói nhiều lắm anh Tám Hơn. Thì mình nói gì thì anh Bảy với chị Lan cũng nói hết rồi. Mình chỉ có cái xin với các cộng đồng mạng đó, cảm thấy những cái clip nào của em Đặng Ngọc Văn đó mà lên thì cũng ủng hộ, mình cố gắng là like nhiều nhiều để em nó có cái có thu nhập em phải có điều kiện để tìm những cái hay cái mới nữa để cho các cộng đồng mạng xem. Đó là lời nói của trước mắt là cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh đã nhín thời gian để dẫn em đi gặp được chú Bảy. Rồi chào chú. Thôi con về nha cô. Rồi cảm ơn con. Chào đi. Rồi, chào con. Cảm ơn cộng đồng mạng. Xin like cho nhiều nha. Like cho nhiều để cho em nó có động lực, em nó làm tiếp. Để rồi mình gặp gỡ những người khán giả. Rồi cảm ơn. Rồi xin chào.